À, là Phó Chủ tịch Hội Y học thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch thành phố Cần Thơ. À, thưa bác sĩ Tòng, như Phượng Quyên vừa giới thiệu với quý khán giả thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những biến chứng của bệnh viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên trước khi nói về vấn đề này thì xin bác sĩ chia sẻ với quý khán giả về những triệu chứng, những biểu hiện của bệnh này ạ. Một số cái biểu hiện thường gặp ở viêm đường tiết niệu người cao tuổi như là đau lưng là chúng ta thường gặp nhất. Nhiều cái trường hợp có sốt và rét run. Tuy nhiên ở người cao tuổi thì cái sốt và rét run thì rất ít, vì cái sức đề kháng của người cao tuổi giảm, không có sự phản ứng của cơ thể nhiều, nên chúng ta có thi là ít gặp những trường hợp này, mà chỉ thấy là ớn lạnh thôi mà chúng ta không thấy sốt. Đi tiểu nhiều lần, tiểu khó, muốn đi nhưng mà không đi tiểu được, có khi đứng rất lâu hoặc ngồi rất lâu mà không đi được, và nếu có thể đi được thì rất là đau. Nên người lớn tuổi rất ngại đi tiểu, nên nhịn nhiều hơn. Và đi thì đau buốt, cái màu nước tiểu có thể đục, có thể là màu hồng. Đây là cái trường hợp mà đái ra máu đại thể, có nghĩa là nguyên một cái dòng nước tiểu chảy ra đều thấy màu hồng hết. Nếu viêm đường tiết niệu do có vật cản như là sỏi đường tiết niệu thì thường là có kèm theo đau lưng hoặc cái cơn đau hoàng thận, có thể đi đái gắt đại buốt. Và bệnh này, bệnh viêm đường tiết niệu thì đặc biệt là ở người cao tuổi thì sẽ dẫn đến những biến chứng nào thưa bác sĩ Tòng? Người cao tuổi mắc bệnh viêm đường tiết niệu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì nguy cơ dẫn đến các biến chứng nặng nề và cao hơn những người khác. Những biến chứng nguy hiểm như là viêm thận, viêm bệ thận cấp tính cũng có thể đưa đến suy thận hay là cái áp xe quanh thận. Thì nếu mà cái áp xe quanh thận thì đối với người lớn tuổi cũng là làm cho suy giảm sức đề kháng, rồi là suy dinh dưỡng, rồi là nhiễm trùng cơ thể, làm cho cái tính chất của cuộc sống bị giảm đi. Và lúc đó thì rất nhiều cái chuyện hao tốn, thí dụ như là thời gian, rồi công sức, người nhà phải tập trung lo cho người bệnh, làm giảm sức lao động, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Do đó cái bệnh viêm thận, viêm bệ thận cấp tính có thể đưa đến những cái hậu lụy như thế. Rồi viêm đường tiết niệu thì cái phát triển nặng nề sẽ gây ra nhiễm trùng huyết, mà đã nói nhiễm trùng huyết thì nguy cơ tính mạng của bệnh nhân rất nhiều khó khăn, có thể đưa đến tử vong. Như vậy thì khi bị biến chứng bởi viêm đường tiết niệu thì người bệnh cần phải làm gì thưa bác sĩ Tòng? Khi mà phát hiện viêm đường tiết niệu thì người nhà nên đưa bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân phải chủ động, nếu là bệnh nhân đó còn tỉnh táo, còn sức khỏe thì đưa đi đến những bệnh viện hoặc là những nơi cơ sở y tế gần nhất để chúng ta làm sao điều trị để tránh những cái biến chứng như trên. Bệnh nhân phải được khám, điều trị, chăm sóc kịp thời, không được chủ quan để đưa đến những nguy cơ đáng tiếc đe dọa đến tính mạng bệnh nhân mà ảnh hưởng đến gia đình và xã hội như đã nói trên. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tòng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, qua những gì mà bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Tòng vừa chia sẻ thì chúng tôi hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp cho người cao tuổi khắc phục được chứng mất trí nhớ của mình. Và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct.